cuốn họng cái khẩu hình miệng của mình á, nên thành ra mình nói thêm cho nó dài ở khúc đó thôi chứ mình không còn nói riêng. Nếu nói riêng nó sẽ là một phần riêng ra dài luôn, nên mình cắt bớt. Rồi tiếp nói là cái phần mặt nạ thì Tiếp xem màn cái hình đồ luôn là Tiếp gì ơi. đấy? Ai ai xem màn hình đi, tại mình đang nhìn điện thoại. Ok. Trang 18 đúng không? 18 bỏ 18 19 đúng không? Là cái MPEG. Em thấy chưa? Ừ. Bỏ rồi cũng được. Anh em thấy được xem màn hình chưa? Rồi rồi. Bỏ ba ba slide nè. 18, 19, 20 đúng không? Còn cái ví dụ này thì đem lên cuối chương 3. Khi mình nói xong chương ớ khi mình nói xong phần 3 các xem mình sẽ nói vô cái ví dụ về cái này. Phần 3 đúng không? Ok. Đúng rồi, nó liên quan đến ngữ nghe rồi sáng nay mình nói về các chuỗi audio. Xong mình nói Nhưng mà chữ các này chuỗi luôn. nói các chuỗi thì ít đâu. Ông mình cái này mình giới thiệu sơ qua thôi chứ mình cũng Ừ, tại vì chuỗi này như nó còn thêm nữa. mình giới thiệu sơ vậy được đi. Còn cái này tôi đọc tôi cũng không hiểu gì nữa. Cái này như là cái mã để nén hay sao? Để bỏ này ha, Ừ, bỏ ba này cũng ha. Để mình lên đây. Khi nói xong cái phần 3 xong mình sẽ nói cái ví dụ này, ngửa nghe này. được. Ừ. Ơi, ông có thêm cái phần khái niệm vô không? Tôi thêm luôn nha. Thêm cái này âm thanh đúng không? Ừ, đó cũng được. Ừ, mình nói mình thêm thêm cái đó đi. Thêm cái đó vô đầu luôn. Cái này về âm thanh. Ok. Của Mai và thuyết trình ấy, thì một người xe bài thôi là hay đi, ai thuyết trình đỗ xe đâu? Đường thì ai thuyết trình người đó xe thì cho dễ mình dễ nói hơn, Không hoa khỏi mất công thì một đứa xe cũng được, tại vì một đứa xe thì mình không chủ động trong việc thuyết trình được. À, một đứa xe thì chẳng qua chân chu về phần phần này thôi chứ còn phần nói nó khó. Cứ thằng nào cứ xe xe thì nó nói dễ hơn. Nói tiếp tiếp nói về cái phần phần gì nãy Hiếu nói Mặt phần gì nạ Hiếu thời gian á, mặt ok nạ thời gian phần này phải anh không ạ. Ừ, rồi giờ hết đây mẹ nghe về cái ghê ấy. tiếp là Mình biết chú đông quá chứ giải thích. Nhỏ hơn hơn về con số nhân xe. các anh em nào hiểu phần này không hiểu thì nói lên nha. Ủa cái này nó giống như cái ngữ nghe ở đây ta. Giống mặt nạ tần số mặt nạ thời Khi đang tiến về đây mình có sống cái này chẳng nãy giờ giải thích giống như mặt là tần số. Alo alo nghe 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 cái đó tôi giải thích gì mà không biết mà
chính xác là không nhỉ. Ok cái cái nói đi. sao Ok em nói đi. cái bên mà mặt nạ tần số á, thì cái khoảng mà dịch chuyển ngưỡng nghe á, thì nó liên quan tới vị trí, còn bên thời gian thì nó liên quan tới thời gian. Tần số á, thì là cái vị trí mà cái tần số nào mà đứng gần với tần số mà bị dịch chuyển á, tức là cái tín hiệu mà nó làm dịch chuyển ngưỡng nghe, mà những cái tần số nào đứng gần đó thì nó sẽ bị che. Còn bên mặt nạ thời gian á, thì những cái tần số nào mà nằm trước nó khoảng từ 10 đến 30 mili giây, hoặc là đứng sau nó từ 100 đến 200 mili giây là nó có thể bị che, có thể bị che. Cái ý thứ hai nó có nói thấy không, ở đây những âm thanh xuất hiện cả trước lẫn sau khi tăng âm lượng có thể bị che khuất, là trước nó 10 tới 30 giây, sau nó từ 100 tới 200 giây là có thể bị che. Có nghĩa là âm thanh sau che âm thanh trước không? Ngoài cái giống như là mình có một cái ngưỡng nghe bị dịch chuyển, thì những cái tần số nào mà nó nằm ở trước nó từ 10 tới 30 giây, và cái những cái tần số nào nó nằm sau nó từ 100 tới 200 giây thì có thể bị che. Còn bên tần số á, thì những cái tần số nào mà đứng gần cái ngưỡng dịch chuyển á, thì là có thể bị che. Cái tầng mặt nạ tần số nó liên quan giống như là vị trí, còn mặt nạ thời gian thì liên quan tới là thời gian. Cái câu đầu nè, cái ý nó của mặt nạ tần số là nó nói là nó có thể bị che khuất bởi các thành phần lớn hơn mà gần tín hiệu đó. Cái mặt nạ tần số thì liên quan tới vị trí, nó đứng gần cái tín hiệu nào mà bị dịch chuyển thì nó bị che khuất. Còn mặt nạ thời gian thì liên quan tới thời gian. Hiểu không hiểu? Thì hiểu là nó che cái khoảng thời gian như rồi, nhưng mà mình lấy ví dụ cụ thể ha, khi mà có không, nếu như mình nói theo lý thuyết thì mình nói được rồi, mà giải thích nó kiểu dễ hiểu luôn á. Mà là tần số là anh em hiểu hết rồi đúng không? Tao sẽ ok. Lại bà không nói mấy cái ví dụ mà gì mình ở công trường đúng không tiệp? Ừ. Ừ, cái đó hiểu rồi. Còn cái ví dụ mà decibel á, nói lại đi, nó làm sao vậy? Là sao? Cái ví dụ mà decibel á, Ai nói được, ai nói nó ai đây? Ví dụ nó nào? dưới ở dưới em, cái là dưới được. À, cái này tuyệt bệnh hơn tôi mà. Nó tuyệt. Đây nè, không hiểu chỗ nào Tức là cái hay bệnh không hiểu thế nào, thế nào là cái đề nó cho tới cái mức là nó cho tới cái câu mà nếu luôn đúng không? à, nó cho tới cái nếu mức to của âm từ 8 là 60 dB, nó sẽ che band thứ bảy ở mức đó, nó sẽ cho câu đó. Cái đề là hãm tôi gửi cho mấy ông coi hả? Cái đề mà tắm Cái muốn đề nghe này hả? Đây hôm bữa nè. này, cái đề còn thằng này đã giải rồi. À, thấy không? Thấy cái đề không? Ôi này gửi đâu đó thấy đâu. Gửi Gửi ảnh đó. nó ảnh đó. Cái này là mình bảo mã hóa luôn. Có nghĩa là mình tới đây là cần mã mình là phải cần mã hóa thôi, còn là nó giải luôn cái số bit mà mình cần mã hóa luôn. Đề đó rõ ràng hơn đề này. Đề đó là cần chỉ ra là bao nhiêu bit. Bài đó bắt tính số bit cần mã hóa luôn. Ủa nhưng mà tại sao tôi thấy cái mà cái band nó hai cái band nó khác nhau à? Nào? Này, hai cái band cái bảy bảy với chín ở trong cái bài của tôi á thì nó khác với cái trong slide. Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Tôi kỹ ta.
thì mình giải thích trong slide thôi, giải thích theo cái đề trong slide là được. Thì đó thì tôi có ghi lại hai câu đó đó, tôi có chỉnh lại theo slide đó. Còn thằng kia là số nó lớn hơn thôi, được phép mà ông thầy ông thích sửa thì sửa, nhưng mà về bản chất thì nó vẫn vậy. Rồi cái phần âm thanh lý thuyết á là mấy ông có chưa? Chắc theo âm thanh là gì thôi. Thì thêm vô vậy thôi hả? Sẽ đi về âm thanh thôi mà. Cái phần giới thiệu này đây nè, để tôi gửi lại. Anh em coi cái slide tôi còn sai chỗ nào không, để tôi sửa lại lần luôn rồi tôi gửi lên luôn. Cái slide của tôi á, tôi gửi tôi chỉnh lại mấy cái giao diện lại á, lấy cái đó đi rồi có gì thiếu nội dung nào đi gan luôn á, chứ là chỉnh cái giao diện thôi à. Để tôi lấy slide của không, quên chưa tải về nữa. Còn nếu có hiệu ứng thì sáng nay tôi làm, tối hôm qua tôi có làm hiệu ứng rồi, tại vì cũng Ôi không là cần tuyệt phải dây màu như vậy, mất công ông thổi ông thầy ông rồi mình cũng nói nhanh mà. Có thì tôi gửi, vậy. Giờ lấy slide nào? không cắt bớt thì cứ lấy một cái cắt cái nào cắt bớt đi, cái này cái góc cắt bớt cũng được, cắt bớt rồi thêm vô thì cứ thêm thôi, Vâng. để anh em nắm nắm phần nội dung chưa. Về tổng ra mình còn 40 slide à. Chỉ khi các tuyến đưa ra vùng cắt bóng, chỉ khi các tuyến đưa ra vùng cắt bóng để cho dù một phần tuyến mỗi một phần vẫn trong một tuyến có thể lấy ra phần bóng. Alo, hình cái slide 32 á, ông biết về đó sao À, 12 không? Slide 32 là họ cái này mà cái chữ slide cái đó có hình á, slide về 32 là cái về hiệu cái sơ đồ NBC LBC á. đúng không? Ừ, thì mình cứ kêu đây ta cái ta có một cái mô hình như vậy thôi, rồi sau nghe mình giải thích các bộ phận của Rồi nó là được. Còn kêu ông thầy kêu mà muốn từ đâu có, khi nào có thì lúc đó tính. cái file bộ ông gửi thì file bộ À, trả lời câu hỏi á, là mình cứ đặt ví dụ như thằng ở cái phần mình cứ đọc theo cũng không hiểu gì chứ. như ở cái phần trang 22 này, là ngay chỗ cái kiến trúc tổng quát của bộ mã hóa về giải mã âm thoại á. Đó. Thì khi mà mình nói xong cái sơ đồ này như vậy thì nó có ghi hai cái là bộ mã hóa là phần trên, bộ giải mã là phần dưới này, thì mình sẽ mở file Word lên mình nói bộ giải mã là gì, bộ mã hóa là gì á, thì đỡ phải thêm slide vô đây, thì tại vì mình thuyết trình mà mình đâu cần phải dành chữ nhiều đâu, mình chỉ cần từ hình rồi mình nói ra thêm thôi, bây giờ còn thuyết trình online nữa, chữ nhiều quá đọc ông cũng ngán mà. Nên mục đích nằm ở cái phần sau, thì tôi muốn là làm riêng cái lý thuyết, mình ra một riêng để mình lấy lý thuyết mình đọc, dựa vào đây mình đọc thôi. Như cái slide 23 cũng vậy nè, tốc độ bit thấp mình giới thiệu, sau này mình nói thêm một ít lý thuyết của nó nữa, thì tốc độ bit thấp là gì vậy thôi, giải thích sơ sơ vậy. Như vậy là Bên này là phải cần một người trình chiếu, mấy người còn lại thì phải mở quạt chứ, đúng không? thì lúc đó mình dùng điện thoại cũng được mà. Ông trình chiếu thì ông mở quạt bên cái điện Ừ, thoại á. mình Chụp dùng hai hình chụp máy chụp hình như điện thoại đó, coi. đúng rồi, thì mình giải thích vậy sẽ chân chu hơn, Tôi nhớ ông có thầy cái đọc. là trình chiếu chỉ có trình chiếu một mặt của cái file PowerPoint thôi, để mình lúc này mở kia lên nó đâu có bị mất đâu. Được luôn, nhưng mà phải kỹ, còn nếu không kỹ chết ông thầy. Đúng Cái đó là phải kỹ, cái đó anh em phải hơi cực rành kỳ đó. kỹ luôn. Cái đó không được sơ sót luôn thì mới được. Mình cũng nghĩ hơn nó mà. Nhưng mà muốn an toàn thì anh em cứ dùng điện thoại thôi. Cái đó cách an toàn cho anh em. Này có thêm vài ví dụ nữa chưa, kiếm ra thêm.
Cái này muốn thêm trang mới cứ lên cái chỗ ra dưới là new line nữa là được em. Thế à. Rồi cái chỗ mở quá like á, nó có cái mấy cái như tốc độ bit từ 2 tới 16 kbps, mình đọc là sao? Mở hóa lai đúng không? Kbps thì mình đọc cái đơn vị đó là sao? Như cái này kilobyte, kilobyte nhé, byte, đợi tí. Khái niệm dưới một lục luôn á, cái này kilobit per second á, cái đó kilobit per Rồi ông chữ second. thế, ông chỉnh cái hàng số 1 mà khái niệm thanh, ông chỉnh là chữ màu trắng là được rồi. Đó là đơn vị đo tốc độ chuyển dẫn truyền á. Đuôi đuôi MP3 hay có cái chuỗi này này. Tại nhà anh em tại nhà 128 này 320. Mấy cái mã hóa mình nói vậy thôi hết, thêm ví dụ không? Mà hả, tính nói lý thuyết vậy thôi, Đọc để lý mình thuyết quan chưa tâm. hiểu nữa em. Ví dụ Giới thiệu thôi chứ ha, còn đi Nó sâu luôn sợ sợ ổng dừng khúc này mới đau chứ. ấy. Cái sơ đồ của cái khúc mã hóa giải thích làm sao ở trên này. Này. Ủa sao giải thích sao đẹp? Sơ đồ này á, này nói về Đồ chân này lý lý, thuyết mà. Nói vậy thôi hả? Nói ba phần thôi hả? mình nói ba phần Nó có như giải là thích mà. Nè, giống như cái mã hóa like, mã hóa ví dụ như mã hóa sống đi, thì nó sẽ trên mã hóa với cái tốc độ trên 16 kbps. Ông mở vô cái slide tiếp theo đi, nó có đề đó, nhìn vô cái đồ thị thấy không, mã hóa sóng nó sẽ mã hóa trên 16 kilo bit bơ xanh gì đó, tiếp xuống xuống cái nữa em, xuống cái nữa đó đó đó, cái dòng thứ ba đó lớn hơn 16 kilo bit bơ xanh đó. À, đây có nghĩa là đây là cái sườn đó phải không? Dưới Đúng đây là rồi có hết phải nè, không? Ok. nó cái đường cong nó đi chạy lớn hơn 16 kbps đó. Còn cái mẫu hóa lai thì từ 2 tới 16. Nó chỉ thể hiện là mã hóa được từ đoạn nào tới đoạn nào với chất lượng nó ra sao thôi chứ có gì Đúng hết. rồi, đúng rồi. Thì hai đó. Thì đó mình giống như là mình vừa vô mình show ra ba cái mã hóa đó, xong em mình đưa nó lên đồ thị luôn, xong em muốn giải thích dẫn dẫn sao thì em đi vào chi tiết. Sau đây là nó có ba cái mã hóa như vậy, tính để cuối nhưng mà thôi để đầu luôn. Còn ông có hỏi thì mình có cái phần sau mình giải thích rồi, nó đỡ hơn là phần mình để đuôi thường ông sẽ bắt giải thích lại thì mất công.
Ủa tiệp cái sơ đồ này mình nói vậy thôi tiệp. Ừ, sơ đồ mình sẽ nói vậy thôi, mình giới thiệu vậy thôi. Tại vì tính anh, tại vì tôi đã sơ đồ này do cái trong slide của ông thầy á là nó có sơ đồ này, chứ thực chất tôi này bên này cái sơ đồ mà tôi kêu nhờ anh em mà hỏi mấy cái thành phần bên trong của nó như thế nào á thì nó rõ hơn thằng này, thằng nó chi tiết hơn, nó nói thì mình nói được dài hơn là thằng này nói mình chắc mình cứ nói cấu tạo của nó cứ đọc vậy thôi. Thì bạn bấm nên bấm set slide của ông thầy đỡ hơn. Thì ơi Nghe nghe hiểu. à, ví dụ mà mình thuyết trình mà mình bị dướng khúc mình không hiểu không biết chỗ đó ví dụ ông xin vô ông bổ sung ông cho không mấy kỳ trước á Rồi ông ngắt ông bỏ ra luôn, ông qua người khác. ông lướt qua, nếu mà ông không hiểu ông cứ lướt qua, còn nếu mà ông dặn là ông hỏi á thì ông trả lời theo ông biết thôi, cũng được được không được Ừ, thôi. tôi trả lời theo ý hiểu của mình. Mục tiêu của mình là làm sao mà đưa đưa được về phần hút men nhanh nhất có thể thôi. Đúng rồi, Đúng không? Chỉ đưa được tới đó thì là mình ổn rồi. ông áp rồi. Ừ. Ai có linh tính ngày mai là mình bị kêu không ta? Có linh tính không? Ba đứa đầu dễ lắm á, An nè, tôi với Hoàng nè. Ông chia đều ra Trẻ em 19 là dễ dính nhất á. ba đứa đầu thì một trong ba đứa là dính một đứa rồi đó, tới ba đứa giữa. Cái này file file này file có chỉnh hết đây, chỉnh hiệu ứng rồi. Làm rõ Có thêm gì 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 là file nào lấy file chốt file nào thôi. Mà có tệp nữa. Có thêm cái gì định nghĩa gì âm thanh chưa? chưa 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 file này file hồi tối hôm qua tôi chỉnh thôi. Ủa là trên hiệu ứng hết tệp. Ừ, file này chỉnh hiệu ứng hết rồi thôi. Còn bây giờ thêm cái của Hiếu vô cũng được. Rồi sáng ngày mình bỏ bỏ bớt trang ha, trang hồi nãy tôi chưa bỏ bớt đâu. Có mất nẹ thời gian. Ủa có hiểu đâu, có hiểu không hay không? Tôi đâu hiểu ứng tôi chỉ là kéo kéo xuống à. Em muốn hiệu ứng hay không hiệu ứng? Thầy có hiệu ứng thì mình đọc cho nó đỡ sâu ra hết. Nói chung thôi mẹ mở qua một phát buộc hết ra sâu hết ra đọc. Có vậy còn câu được Nếu tính tiền. mà có hiệu ứng anh em phải nhớ phần sau là gì nha, nói phần trước phải nhớ phần sau để Chùa à, chùa. Vậy đỡ anh em ơi.
chỉ khi các tiếng kiểu ra. Ủa cái bằng mà hồi sáng trên Facebook nó đang nói trường mình tổ chức thi tiếng Anh đó, nó là ra trường luôn hả ta? Ừ, tiếng Anh nó thi ra trường ấy. Nhưng mà cái bằng nó ra ngoài ví dụ nó đâu có hiệu quả đâu không? Nó không có ra ngoài theo kiểu tôi ý được. Nó chỉ thi chứng chỉ trong trường thôi. Ủa nhưng mà sao nó có 350 vậy? Rẻ vậy? Thi năm Ừ. lần luôn. Thi trong trường online Ừ. nữa. Mất chấp quá. Không, cái đó của K18 á. Mấy mình tham gia được luôn á. Hay là hình như mấy mấy đứa đăng ký học rồi nó mới cho thi ta, chứ cho thi rẻ như Nó có ghi là mấy người khác đều có nhu cầu nữa mà, không chỉ riêng vậy. cả 18. Từ trường mình ghi là ghi vậy thôi, còn muốn cho thi không một chuyện. Qua có gọi mà, rồi hỏi coi như thế nào. Thì kêu là đăng ký thi thôi, khoán đợt này chỉ có một đợt đó thôi, còn sau đó là không biết. Giờ dịch vậy nên nó cũng cùng lúc với đám mà tụi nó đăng ký học ấy, nên cho tụi nó thi luôn. Anh em có ai thi không? Mới thi gấp quá à. Một tháng 8 thi mẹ là có gì không? Ừ, để gì mà ôn hết thiệt cái đó để tháng sau Đúng mà rồi, ôn. phải tháng 9 ơi mà ngon. Thì lúc đó thì đi học lại, đi học rồi. Dạ. Nước trên mạng. Tôi thấy khỏi để hiệu ứng nó dễ đọc hơn. Nam kia sao rồi chọn đi, một hiệu ứng, một hiệu ứng bài của Tẹp, hai là bài tôi gửi lên của thằng Hiếu á. Cho ý kiến anh em ơi. Anh em thấy sao? Em uống cà phê hết rồi. Lấy cái này là được. An chỉnh xong file nào gửi lên luôn, khỏi phải chọn. Đó, có phải Cho anh quyết có định á. Thì cái nào cũng file của ngang không mà tại chỉnh lại gửi file, một file đó, một file file trước của thằng Hiếu có thêm nền, còn này file của thằng Tẹp, file của thằng Tẹp có thêm hiệu ứng. em hiệu ứng cho sinh động vậy thôi. Nói anh em nói, nhưng là nói thì vẫn mình vẫn cần dùng điện thoại mà, cứ mở song song rồi ngồi đọc. Rồi có hai file đó, anh em muốn chọn file nào Có chọn. gì cầm điện thoại trước ấy. Anh em cần hai cái nếu anh em đọc tốt. Với lại có gì liên hệ với nhóm nữa. Rồi vậy chốt nội dung slide là vậy nha.
Ủa Tiệp ơi, nghe 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 này. nếu mà ổng cho một bài human thì mình làm trên web luôn hả? Không, mình đợi thầy về cho tụi em giải vậy thôi, giải xong rồi mình gửi gửi lên rút giúp Zalo cũng được gì nữa. Mình gửi rút cho nó, còn nếu thầy kêu muốn giải trực tiếp thì mình giải luôn, thì mình giải tay xong rồi chụp xong cái ai trình chiếu đâu để đưa anh nhập. Ok. Còn kỳ trước là sao đẹp? Kỳ trước là thầy cho sao? Kỳ trước này chẳng qua giờ trên bảng này ông cho trên bảng thì nên làm thôi. À, kỳ trước học ngoài trong trường á hả? Có học on đâu. À, ok. Kỳ trước này chẳng qua gần cuối kỳ nên bị dịch nên mới cho thi on vậy. Kỳ này anh Châu dạy môn nào không ta? Cũng không thấy ông Châu dạy, tôi thấy bà Liên mới dạy, còn cỡ Châu hai nha ông khoa. Châu nữa, nói bà Liên mới dạy môn cung cấp điện các mày. Còn giờ ông Vũ chồng bà là đéo dạy gì luôn, treo máy chơi vậy đó. Thì bà cũng dạy con khỉ gì đâu, bà dạy 2 tuần rồi mà thuyết trình không à, đéo có bài tập gì á, mà môn mới thi bài tập nó mới đau chứ. Ủa Hiếu mày có Không, cải thiện không không? nói cái gì luôn, chỉ vô on rồi đi. Cải thiện môn sử dụng sửa chữa của ông chồng bà Liên đó, Phải gặp ông gì ông Tài thì đỡ. gặp thôi, gặp cha tài quải lắm Ông này còn không học gì luôn, khỏi còn sướng lông bài nữa. ha. Năm rồi học điện tử công sức ông không biết làm sao mà là điểm B cộng luôn. Thế học buổi nào Có thằng gửi lên phòng giáo dục không mà ở trong đổng luôn, chữ quá trời. gửi lên trong phòng đào tạo nữa. Không biết bà Liên dạy không biết có qua nổi một ngày hay không. Quá anh la chung dễ hết. An toàn công nghiệp bỏ anh la bây dẹt luôn á, mà sao vô Dễ nhưng mà cung cấp điện là bài tập mà phân tích bài tập mà không dạy bài tập sao làm. gì mà thằng sĩ nó học bớt toàn công nghiệp bớt trong trường thường chuyên đề một là ông thắng vậy đúng không ta? Không biết không rành. Đúng rồi, vậy là ông thắng. Trời đủ đá. Kỳ trước tao mới hủy học phần ổng rồi. Hôm nay qua ngày mai là khỏe rồi. À, thi thôi. Mai vừa vô ông cho vô rồi. Để cho lại mấy cái ví dụ của mặt nạ đi tìm. Tiếp ơi, tiếp nói về mặt nạ tần số, mặt nạ thời gian ở tiếp ơi. Tôi ví dụ gì đó. Mà là tần số nè, thì ví dụ như lúc đầu á nói ở đây là đồng lý thuyết, nó kêu là cái phần bóng qua các thành phần bên cạnh, nếu như thành phần tần số bên cạnh bị che dưới phủ bởi phần bóng này thì các thành phần tín hiệu tần số này sẽ không nghe được. Là cái phần bóng giống như là phần mà phần tăng thêm á. Đây thì ví dụ như lúc đầu mình lấy cái dàn âm ly á, dàn âm ly trong dàn nhạc á, mình lúc đầu mình mở cái ngưỡng là trung bình, thì xung quanh cái trung bình đó thì có thêm cái tiếng máy móc hay là tiếng nói chuyện, tiếng điện thoại, thì tiếng chuông điện thoại nếu mà mình để mức nhỏ thì sẽ có ở, ở nó thấp hơn, nó nhỏ hơn so với cái mức mà mình mở dàn âm thanh trung bình đó. Rồi sau một cái tiếng khác, tiếng máy móc gần đó nó to hơn cả cái tiếng dàn âm thanh trung bình của mình, thì khi đó là cái tại thời điểm đó thì cái tiếng chuông điện thoại sẽ không nghe được, còn tiếng máy móc thì mình sẽ có thể nghe được. Rồi khi mình mở dàn âm thanh như trong dàn nhạc, mở dàn âm thanh to hơn để mình nâng ép cái tiếng máy móc đó, thì đồng thời cả tiếng điện thoại và cả tiếng
tiếng tiếng máy móc á, nó sẽ không nghe được nếu bị phụ hết, bị che hết. Nên nó bị thay đổi là thay đổi theo tần số mà. Mình nghĩ vậy. Ok bài. Tôi nhớ có một cái ví dụ là có một thằng ngồi ở cuối bàn ở bên bên phòng bên này với một thằng ngồi ở cuối bàn bên phòng bên kia. Mà khi thằng bên kia nói chuyện á thì cái người đứng ở trên bục giảng không nghe được tiếng nói. Còn cái người mà bên kế bên phòng bên cạnh á lại nghe được. Có là giải thích cái hiện tượng nào? Thằng cuối bàn bên phòng bên mình không nghe được thầy nói. Như là hai bức tường có hai người bên bức tường đúng không? Thì một người bên bức tường bên này nói chuyện nhưng mà cái người bên bức tường bên kia có thể nghe được, còn cái người trong phòng luôn, có người ở trong phòng nhưng mà ở xa hơn thì không nghe được. Kiểu như thấy cái chỗ mà tần số nè, cái chỗ mà cái khoảng cách á, nếu mà khoảng cách mà càng gần á thì có khả năng nó sẽ gần ngưỡng nghe nên là sẽ nghe được hơn là so với khoảng cách mà xa. Khoảng cách hả? Ừ, như thằng ở đây giống như cho ông đang chiếu này sẽ có 4 1 2 3 4 cái đúng không, 4 cái tín hiệu đúng không, thì cái tín hiệu 1 so với tín hiệu 4 thì thằng tín hiệu 1 nó gần, nó kiểu mà nó xa, khoảng cách nó xa hơn á, nên khả năng mà nghe thì mình nghe theo thứ tự, mà thằng nào gần mình thì mình có thể nghe trước so với thằng to á. Mình có thể nghe được tiếng nhỏ hơn so với thằng to đó. Thằng kia to thì tất nhiên mình vẫn nghe được, nhưng mà thằng mấy cái tiếng động nhỏ gần gần mình vẫn có thể nghe được. Nhưng mà thằng là trong một phòng mà mấy thằng kia, một phòng mà mấy thằng xung quanh không nghe được. Tại cái đợt thằng An lên thuyết trình á, tôi nghe có một ví dụ. Ví dụ ổng đưa ra đó. Ví dụ về thằng này nó cũng có nhiều ví dụ nó nói mà không biết có thằng nào vừa lòng của ông thầy không ấy. Thì đã khám ổng đưa ví dụ ổng kêu giải thích đó. Ổng hỏi tại sao đó. Một phòng. Nói rõ này, ví dụ đi em. Có nghĩa là trong phòng học của mình đây đúng không? Có một thằng ở cuối bàn, cuối giải á, là xếp bức tường. Thằng kia cũng ngồi bên phòng bên kia, cũng ngồi xếp bức tường. Đúng không? Đúng. Nhưng mà khi mà cái thằng bên phòng mình á, bên phòng mình nói chuyện á, thì cái thằng bên kia lại nghe được. Còn cái thằng bên kia không nghe được ông thầy nói chuyện. Là nghe được thằng đó, nghe được thằng cuối bàn bên mình nói nhưng mà không nghe được thầy nói. Đúng rồi. Nhưng mà ở cái mức là mức độ ông thầy nó nói như thế nào, chứ còn chứ ông thầy Hải không mà nói thì mẹ ở bàn thứ ba còn không nghe được nữa. Ông tại vì đúng không, mình phải nói xét trên thực tế nữa là vậy, thầy nói với mức độ như thế nào thì mới có được cái mức độ nghe như thế nào thì mới có thể nghe được, chứ còn thằng bên cạnh thằng cái này là hai tiếng nói mà vừa ông thầy nói về vừa thằng kia nói, nhưng mà mức độ thằng ai nói to hơn, như thằng kia thằng cuối bàn bên mình nó nói to hơn so với ông thầy thì thằng khả năng thằng phía đối diện bên bức tường nó có thể nghe được, tại vì đâu phải ở không gian kín đâu. Còn nếu ông thầy nói bằng mic á thì chắc chắn là đồng thời cả hai người nói thì chắc chắn là thằng kia nó phải nghe được ông thầy nói chứ. Sao mà nghe được tiếng chỉ nghe được tiếng rì rào của mấy anh nói chuyện thôi chứ còn không nghe rõ được. Còn thực chất là vẫn nghe được cái tiếng to nhất, nghe được tiếng to hơn là tiếng ông thầy đang nói. Nhưng mà âm thanh đúng không? Âm thanh có thể truyền qua không khí, có thể truyền qua chất rắn. Vậy nếu mà âm thanh truyền truyền qua không khí thì sẽ mạnh hơn âm thanh truyền qua chất rắn đúng không?
Thì trong môi trường thì đúng rồi, không có ấp chất rắn thì nó có vật cản rồi, tại vì nó phải cắt qua một bức tường nữa. Nói gì nghe được, chỉ là nghe vòng qua thôi, nghe vòng qua này, nó vòng ra bên ngoài á, nó vòng ra lại tiếng ồn ào á thì mới nghe được, còn nghe thực chất qua tường thì không. Ai ông đưa thì cứ giải thích thôi chứ giờ sao. Được, có cái video này không? Chèn vô được không ta? Cái nào? Thế âm thanh đấy. Test tần số nè, ngửi nghe á. Ừ. Cái này chó chạy nhanh là Cái này nữa mới không nghe được đúng không? có nên không, có nên đem vô không ta? Đem vô phải giải mà thích đó. mà bên tôi đâu có nghe được đâu, tôi đâu có nghe được đâu. Ủa không nghe được hả? Sao test Ủa sao kỳ ta, sao bữa hổm tôi kia hết trên nó mở cái video lên được mà ta? nào, để tôi Sao để tôi chiều chiều máy tôi vậy. Này đi. à, Đó, tôi nghe mà ta. nghe không nghe không nghe không Nghe mà. nghe mà đông thử mở mấy ra coi tẹp ông tắt mấy tại sao nghe không, cái máy ông kìa, tôi thấy cái nó để cái lo gạch chéo rồi. đợi đi, đợi đi. Rồi. Không, vẫn thấy cái lo gạch chéo. Mà thấy chèo á. Kỹ ta. Ừ, để tí, để tí. Như ông coi trong cài đặt của Không, đợi tí, nó có dây thằng này nên buồn mày nó mới nghe phải. Không, hồi nãy có nghe mà. Có nghĩa là do cái mic của ông nó vọng lại á.
như chắc trong cài đặt trong mét á thế bơi. Ghê mà đặt ghê ấy. Đó, bấm vào truyền thông mới coi. Rồi. Thằng này nó lại không nghe. Ừ. Không có tiếng rồi. Chưa mà tần số nhỏ mà sao nghe. Ừ. Đó đó. Nghe không? Ông tắt mic ông thôi rồi, ông tắt mic ông rồi. Rồi mở cái video nào có âm thanh đi. Không nghe tuyệt vời. Of course, Dad, what's it doing? Vậy nghe không? Ờ. Nghe là do cái mic tao mới vọng lại. Ừ. Ừ, để. Nghe không? Không, không nghe. Nghe nè. Em tới bắt đầu 200. Bắt đầu nghe nè. Đây, từ đây trở đi là nghe nè. Nghe tiếng gì không? Nghe. Nhưng mà chắc cái máy tầm gọi lại phải không? Không, nó tiếng của bên này đó, tiếng của âm thanh đó là chuẩn bị nghe to, nghe tiếng nó đanh lắm nè. Như tới 20 ngàn gì vậy. Tới 16 này thầy khó nghe rồi. Này có anh nghe. Anh để đưa này vô à? Ờ, tôi định đưa vô mà chắc phải rút gọn thời gian mới được. Tới 6 phút mấy rồi. Thôi khi đó mình tua. Nếu đưa vô thì mình tua thôi. Mình mở cái đó, mình mở ngoài được. Ừ. Cái đó mình giới thiệu xong, cái đó nó liên quan đến cái phần tần số. Ờ, à, đúng rồi. Tôi đánh giới thiệu xong cái phần cái đặc trưng á. Cái đặc trưng phần số 2 xong rồi mình mới cho cái đó. Tại vì cái phần tần số nó là cái ngưỡng mà tai người có thể nghe được, là từ 16 đến từ 16 từ 20 nghe 20 cho đến 2000 20.000 hết.
Rồi anh em có ý kiến nào gì không anh em? Có ai có ý kiến gì không? Không còn thì mình nghỉ. Vậy thống nhất chưa? Tình nói phần này xong thì cho mở video luôn cũng được. Thằng này chắc lấy ví dụ đó được đúng không anh em? Sao sao Cái thằng này nè, mình lấy ví dụ hồi nãy mình nói được không? ví dụ Ví dụ mà về dàn âm thanh á, về dàn dàn cái âm ly á. Còn thằng này Khánh nói lại cho mọi người đi Khánh. Cái này là cái bên này có ví dụ gì không Khánh? Có ví dụ dễ hơn. Nó tôi thấy hai nó cũng tương tự nhau, một cái là xét về vị trí với một cái xét về thời gian. Khoảng thời gian. Tại vì nếu mà bên bên tần mà nãy tần số mà lấy ví dụ về âm thanh đó, thì mình cũng lấy qua bên đây luôn, mình nói về cái khoảng thời gian. Tức là trước cái lúc mà bị dịch chuyển ngưỡng nghe là có những cái âm sắc có thể bị che lại, với lại sau phải dịch chuyển ngưỡng nghe cũng vậy luôn. Tức là khi mà dặn âm âm ly mà lớn hơn mức trung bình đó, thì trước đó là có thể có những cái âm mà nó nằm trong khoảng từ 10 tới 30 mili giây á, thì nó có thể có cái âm nào nó phát ra trong cái khoảng đó, đó nó nằm dưới cái ngưỡng nghe á, thì có thể là bị che, hoặc là những cái âm nào mà sau từ 100 tới 200 mili giây của cái khoảng dịch chuyển ngưỡng nghe á, thì những cái âm nào mà nằm dưới á, thì nó cũng có thể bị che luôn. Nếu mà xét về vậy thì mình nghĩ là nó là phần cố định này. Là tại cái mức 10 đến 30 cho đến 100 đến 200 nó là phần cố định. Về mặt thời gian đó thì tại các cái tín hiệu ở khoảng thời gian đó thì nó sẽ không nghe được. Nó phải nằm dưới nữa nha, nằm dưới cái khoảng vẫn nghe nữa, nó không nghe nếu, được. Nếu nó nằm trên. Nằm trên thì vẫn nghe bình thường. Tại vì nó mới có cái câu 2 thứ 2 nè. Nó mới có câu là có thể bị che khuất, tức là nó có thể không bị che khuất, hiểu không? Nó nằm trên thì không thể bị che khuất. Nó cái câu thứ hai ông đã đọc thấy không? Ở đây những âm thanh xuất hiện trước lẫn sau khi tăng âm lượng thì có thể thôi, có thể che khuất thôi. Có nghĩa là cái mức cái chuyển ngưỡng nghe này nó kiểu giống như thằng thần dần từng cái ví dụ mà tôi nói âm ly á, thì nó khi mà từ cái mức mà che sau này này, có thể nào cái ngưỡng nghe này đang nằm ở mức che sau này, đang nằm ở vị trí này. Sau ngày nó khi đó nó bị dịch chuyển lên thì tại cái mức mà ở che sau á, nó đang có những cái tín hiệu đang nghe được, tại vì nó khoảng cao mà. Ví dụ mình bê nguyên thằng này này, dịch về đây, từ đây này, từ đây dịch về đây, thì tại ở đây nó sẽ có những cái thằng mà có thể nghe được. Nhưng mà sau khi mà mình dịch chuyển cái ngưỡng nghe qua đây rồi, dịch chuyển qua đây rồi. Mà thằng này nó có phải nó chỉ so với khoảng này thôi không đấy, tại vì nghe tín hiệu nghe được hay không nghe được là vậy phụ thuộc vào cái thằng ngưỡng nghe này nữa. Mà thằng này thời gian che nó chỉ có một cái khoảng này thôi. Có thể chung chế không? Không, chắc mình nghĩ đơn giản giống như cái việc mà tăng dịch chuyển cái ngưỡng nghe thôi, dịch chuyển cái tức thời lên thôi. Nếu mà nó nằm ở trong ngưỡng nghe, nó lớn hơn ngưỡng nghe thì mình vẫn nghe được, có tín hiệu nào mà nhỏ hơn ngưỡng nghe thì coi như là nó không nghe được, nên mình giải thích vậy thôi.
giống như thằng này thôi nè. Ban đầu ngưỡng nghe nằm ở đây, thì khi mình dịch chuyển lên cái ngưỡng nghe lên trên thì tại cái thời điểm nào mà nó phải lớn hơn cái ngưỡng nghe mới ấy, với ngưỡng cả đồng thời cả ngưỡng nghe cũ luôn, thì khi đó chỉ có một tín hiệu là tín hiệu không bị che thì cho tín hiệu này nghe được thôi. Còn lại toàn bộ thằng mèo nằm dưới ngưỡng nghe cũ và ngưỡng nghe mới khi sau khi mà dịch chuyển ấy, thì đều bị che hết. Hello. Ví dụ mà thầy hỏi cái đồ thị mà mặt nạ tần số nè, ví dụ cái tín hiệu che, Thằng này đúng rồi, tín hiệu che, ví dụ thầy hỏi nghe chỗ đó là ví dụ tín hiệu che thì nó có nghe được hay không, thì trả lời sao? nó nghe được hay không, nó nghe à, là trong trường hợp mà cái tín hiệu của nó làm che hai thằng tín hiệu hai bên đúng không, Đúng rồi, vậy thì nó có nghe được hay không? nó nghe được cái tín hiệu của nó Nghe được không, chứ. nhưng mà so với thằng cái so với cái gì mới nghe được chứ. Là sao, so với cái gì? Trong trường hợp này nếu mà cái này ngưỡng nghe gì không, thằng này nghe được, Giống như thằng này cái nghe được, giống như cái hai thằng do này nghe được nè, hai thằng gần nó không nghe được tại vì cái khoảng mà cái ngưỡng nghe của nó tạo ra là xung quanh khu vực nó, chỉ trong phạm vi khu vực nó thôi, nên nó chỉ có khoảng nhỏ thôi, nó chứ không có một cái khoảng rộng như vậy, thì dẫn đến là thằng tín hiệu không bị che nó vẫn có thể nghe được, nên thành ra bốn thằng này thì chỉ có hai thằng nghe được thôi, thằng này với thằng này, thằng này vẫn nghe được tại vì nó là thằng mép mà, nó là thằng lớn nhất, nó tạo Đúng ra âm thanh to hơn hai thằng bên cạnh nên thành ra nó che, thành ra nó thành là hai cái thành một cái ngưỡng nghe mới che hai thằng bên cạnh này rồi. Ok. đó, nên thằng này vẫn nghe được. Nhưng mà tôi đây, nếu mà lấy ví dụ mà về âm ly đó mình qua bên thằng này, thằng bên này nè, thằng bên này nếu mà dịch chuyển theo thời gian, tại vì thằng thời gian này không biết là cố định hay không, tại vì nó kêu là âm thanh sau khi tăng đột biến có thể che khuất âm thanh nhỏ hơn gần với âm thanh che khuất về mặt thời gian, về mặt thời gian cái này thằng này là cố định à, lý thuyết của nó thì cũng có nhiêu đó à, chỉ khi các tín tín đưa ra gồm các bóng thà nó để như kia còn dễ giải thích này, để cái sơ đồ này nó chạy đâu. Ở đây những âm thanh xuất hiện cái chuyện lẫn sau khi tăng âm lượng, cái trước lẫn sau khi tăng âm lượng, trước khi tăng âm lượng, sau khi tăng âm lượng có thể Như là mình này mình đọc theo lý thuyết thôi cũng được rồi. ông nhỏ ông hỏi á, Nói thua. ông hỏi đó, cái này là đọc đọc cái câu này thì cũng đúng là những âm thanh xuất hiện cả trước lẫn sau khi tăng âm lượng, tăng âm lượng ở đây là ngưỡng nghe nó bị dịch chuyển, thì trước khi mà bị dịch chuyển thì những âm lượng có thể nghe được, thì sau khi có thể bị che khuất sau khi mà cái ngưỡng nghe này dịch chuyển về đó, giống như là ở cái mức mức này hiện tại như thằng này tôi để nó ở phần che sau đi, thì hiện tại ở cái phần che trước này sẽ thấp, thì ở đây nó sẽ có một tín hiệu cao hơn cái ngưỡng nghe nên nó sẽ nghe được, nhưng mà sau khi dịch chuyển cái ngưỡng nghe này về cái phạm vi thời gian che thì nó lại thấp hơn cái ngưỡng nghe bị dịch chuyển nên thành ra tín hiệu đó sẽ bị che khuất.
còn thằng thằng che che sau đây nè, có nghĩa nếu mà trong thời gian mà thằng này đang nằm ở vị trí này, thằng che, nó cao hơn thằng che sau là tầm ở đây, thì khi mà thằng cái ngưỡng nghe gì bị dịch chuyển đi thì nó dịch chuyển đến khu vực này, thành ra là thằng che sau này nè, cái tín hiệu mà bị che sau á nó sẽ cao hơn cái phần ngưỡng nghe, nó nằm ở tại vị trí này nên sẽ cao hơn, nên nó sẽ thành ra tín hiệu nghe được, nên có không có thể là bị che khuất thôi, nên là tại tại các âm thanh mà xuất hiện cả trước lẫn sau thì có thể là bị che hoặc có thể là có thể nghe được. Mà thằng này nó dịch chuyển như nguyên một đoạn này nó thì phải nè, nếu nó khoảng màn nẻ trước ngắn hơn rất nhiều so với khoảng màn nẻ sau, nếu như nó di chuyển cả bộ theo thời gian nó cố định, nó sẽ là có một cái sơ đồ như vậy luôn. Nhưng mà nếu ở đây ví dụ về cái thời gian cố định vậy thì nó cứ khoảng đúng với cái khoảng thời gian giờ đó thì nó bật à, nên nó kêu thành phần bên cạnh trong nghiền tần số thì âm lượng tăng đột biến có thể che khuất, giống như là vào đúng và đúng giờ đó thì nó sẽ to lên hẳn, sau nghe nó tự dịch 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 cái khoảng ngưỡng nghe về cái thời gian cố định đó luôn. Đây, thời gian mà theo thời gian biến đổi theo thời gian. Không, mình nghĩ là chắc mà lại tần số trước thì mình lấy ví dụ của nó trước, sau khi mình nói qua thằng này thôi, mình cứ thằng này ví dụ thì mình chắc cú rồi, thằng này ví dụ chắc cú dễ hơn. Thằng này cũng vậy nè, anh em nói phần này thì cũng cho một cái ví dụ, rồi còn thằng này thì nói một cái ví dụ, còn thằng này thì nói thôi, ông hỏi ví dụ thôi. Trong kia thì nó cũng không có thêm, thì âm tăng lượng tăng đột biến có thể che khuất âm thanh nhỏ hơn, tăng đột biến thì chỉ có nhỏ hơn hoặc gần với âm thanh che khuất về mặt thời gian, gần với âm thanh che khuất gần với âm thanh thời gian, nói không rõ bao nhiêu.
đường nét là chỉ mặt cổ của nó là bị sai. Ê, hay nãy thằng này thay NPC anh em. Thôi trước mắt cứ vậy nha nè. Để tôi kiếm thêm coi có gì không. Thôi phần nội dung thấy vậy được rồi tiếp ơi. Mình nói chung là mình cứ kiếm thêm về mà cái nào anh em mà thấy thắc mắc khó hiểu cứ coi mình kiếm thôi, xong rồi mình giải đáp thử, còn ngày mai thì tùy cơ biến thêm. Rồi anh em còn có thắc mắc gì không? À, ok vậy đi. Ừ, không thì cứ từ đây là tối có còn gì nữa thì cứ lên, không thì tối cứ gửi lên thôi. Em có đánh Olympic không? Olympic gì nữa? Có đánh Olympic không? Có chứ bạn, Olympic mà. Đánh tiền chạy. Hồi qua tưởng đầu ra xin bẻ đầu đất vậy chứ. Thằng 42 được rồi, lụm rồi. Nó chưa trả thù được 71 mà. Rồi, mấy anh em khác có ý kiến gì không? Rồi mấy mình hết nha. Rồi, ok rồi đó, ok rồi đó. Anh em cứ đọc kỹ ra được. À, thống nhất lấy slide nào không? Dạ anh em muốn có thuyết trình, muốn có hiệu ứng hay muốn học hiệu ứng? Có cái hiệu ứng là cái đầu tiên á. Ở cái hiệu ứng là cái thứ hai, không hiệu ứng là cái đầu tiên. Tôi gửi á. Anh em thì thuyết trình theo kiểu nào thì hợp hơn với anh em? Thuyết trình mỗi người một tên, thuyết trình cũng biết mà. Thấy giờ ai làm những cái nào thì cái đó chứ nó cũng không quan trọng lắm. Em muốn cái là chọn mà cái ông, có hay không? Ông có yêu cầu nộp không em? Chắc không đâu. Không, không nộp, không có nộp đâu. Mày thuyết trình sao trên chua là được. Chẳng có ai, ông chẳng thèm lấy mấy này đâu. Rồi, rồi, gì đi, ok. Sao mà thấy ông thấy thích là được, ông thích là được. Mày làm gì làm như ông thích là được. Nó không thích thì anh em chiều cái gì cũng chẳng được rồi.
không để được á thì nó không có hiệu ứng á, thì em hiểu hiểu này cái pha của mình á, hiểu chèn thêm cái background đó vô đi, tại vì cái pha của mình sửa lại, mình có chỉnh lại chữ, chỉnh lại chữ cho anh em á, còn cái nào thừa thiếu mình chữ mình bổ sung thêm rồi để được thì lấy pha của mình đi, không nghe chỉnh lại cái thêm cái background. Giờ nội dung mà hai phần giống á, nội dung y chang. Tại vì mình chỉnh lại mấy cái mà hơi thừa, biết kiểu mà thừa dấu hay thừa chữ á, mình chỉnh lại cho chỉnh chu rồi. Cho nó bỏ bớt đi mất công cũng thừa ra thôi. Cái này cái hình như cái hình này như dịch chuyển xong nghe nó bị mất đúng không? Cái phần bài tập comment á. Đây nè, cái này đang cái file này là tôi chỉnh, file này đang giữ 01 nè, nhưng còn file kia như nó đang chiều không to nên như nó đang bị dịch cái 01 này đi nè. Ừ. Để tôi tải file ok. File này đúng không? Thì phóng to nên nó bị dịch. Thì cái hình này tôi cắt hình. Đây nè. Ừ. Nó đang bị dịch nè, tại vì hình cái này mình phóng to nên là không được, tại vì cái mũi tên này nó đi chung với cái số á. Anh này anh đọc thêm cái phần mà 10 không anh? Hả? Cái phần này nè, mình xếp ngược lại là 10 á. 10 hả? Ừ. Thì khi đó mình lấy cái ký tự này, cái mã của nó là lấy mã xuôi luôn đúng không? Đúng rồi, hình như xuôi luôn. Lấy mã xuôi là mình dẫn từ đây đến đây bao nhiêu thì là mình lấy luôn chứ không có đổi lại. Ừ. Thì phần đi thêm mình nói cái đó không? Phần lý thuyết tôi nói sơ chứ tôi không có nói kỹ nữa, tại cái này tùy theo bài mà ấy chứ. Thôi mình cứ làm theo cái 01 sau cái đảo bit lại không, nếu mà ông thì ông yêu cầu đảo bit thì mình làm theo cái đảo bit. Nhưng mà ông sẽ hỏi tại sao này đảo lại hay tại sao thằng này là 11 đảo này thành 11, kiểu mà 01 sao đảo này thành 10. Cái đó bữa mình kiếm đi nhỉ. Không, cái đó để mình kiếm nhé. Hình như mình có, hình như mình có kiếm này. Để mình kiếm thì mình nói cho anh em. Không có đó, ông đọc hiểu thì tẹp, cái gì không được cái ông nhà trong cái lại cũng được. Ok. Để tôi kiếm nhé. Còn thằng này lấy cái này không ta? Như thằng bên này nó đang là cái mô hình này nè. Nhưng mà cái này nó cần thiết không đẹp cho BLC á, cần thiết, nó cần thiết không? Không, chẳng qua là nó giống như cái thôi phần... vậy mình bỏ nó luôn đi đẹp. Bỏ nó luôn là bỏ luôn cái thằng tạo tiếng nói. Nó vậy hả? Ừ. Tại vì đây này, từ đây xong rồi tôi đưa ra cái mối tương quan này. Mối liên hệ giữa hai đó là nó liên quan đến thằng cuống họng này, rồi dây tan âm này. Thì giờ đến là từ đây mình đưa ra xong rồi mình nói luôn là quá trình tạo ra tiếng nói là gồm như thế nào, xong rồi mình đưa đây là
cái khẩu hình miệng, những cơ quan của cái bộ phận phận để phát ra tiếng nói của mình này, sau đây mình giải thích sơ sơ thì mình nói dài thêm được một miếng thôi, để này cớ để nói dài thêm được thôi. À, thằng này nó là một phần của thằng vocoder. Tại tôi thấy có cái hình không thì nói cái hình này không có làm được gì. Thì hiện tại bỏ đi là bỏ đi còn bao nhiêu, còn đang sợ ít slide thôi. Thằng này thì dễ hiểu hơn. Để không anh em, để không, để hay bỏ. Bỏ cũng được, nó khó hiểu quá. Ba bảo là còn mỗi thằng kêu ba bốn thằng đó, mỗi thằng tí. Rồi bỏ thì cũng được, bỏ đi cho nó ngắn được phần nào ngắn. Tới 7 phần nè. Ba đứa, mỗi đứa 2 phần. Nếu có thêm thì được thêm thêm 4 5 slide. Ừ, tôi thấy bỏ luôn đi, thì phải bỏ cái phần đó, bỏ phần tạo tiếng nói luôn đi. Mình từ cái phần mã hóa ra xong mình xuống mã hóa human luôn. Ừ. Không thể nó còn qua cái đánh giá này nè. Mã hóa human nó là một phần ngoài thôi, nó không có liên quan mấy, nó là phần ngoài thôi. Thì nó là phần ngoài nhưng mình đang nó dùng mã hóa đó. Cái mình nói luôn cái mã hóa human luôn. Mình khỏi cần phải thêm rau ria cho mệt. Tại vì mình nhóm đầu mà cũng nói chung là không có thời gian á, nên chứ không có mấy nè. Ừ. Mày bỏ. Phải ăn tổng hợp này anh ơi. Em coi bỏ. Không mấy, em, mấy anh em khác thấy sao? Tới ký các anh em ơi. Anh em muốn giữ hay bỏ? Khó hiểu quá thì bỏ, không gì đâu. Nó chỉ là nói thôi chứ mình hiểu thì không thể không bắt giải thích đâu. Không, anh bỏ em... cái phần nào? Đây, đang tính bỏ phần này. Cái phần đó hồi nãy tôi cũng tính hỏi ông mà... Đây phần tại này. Tại cô không hiểu nữa. Tại cô nhưng mà mô hình này thì nhìn bên này thì dễ hiểu hơn nè. Nếu mà bỏ cái đó thì bỏ luôn cái
bộ phận phát ra âm thanh của người đúng không? Ừ, đúng rồi. Còn nếu mà muốn nói cái kia thì phải đẩy nó lên trên lại, đẩy lên trên đầu lại. Cái quá trình tạo tiếng nói thì nó nằm ở gần đầu. Ê, thằng qua thằng này nó liên quan đến thằng quá trình tạo tiếng nói nên tôi mới nói để lại thôi. Và nếu xoay giờ các bạn muốn chẳng qua là câu dài thêm cái slide thôi chứ không có, chứ còn quan trọng hay không quan trọng, nhưng mà quan trọng là để cho dài slide ra để cho có mà cái mà nói thôi á. Tại vì có cái mô hình tàu BC này tôi chỉ có cái là không hiểu mô hình nó làm sao thôi, không giải thích nó làm sao. Có cái chuỗi xung với những xung này. Sợ thầy kêu giải thích cái sơ đồ này. Kêu giải thích từ đâu mà có cái bộ này. Không tạm thời thì đây, bỏ đi. Bỏ. Hiểu thì hiểu chung hết. Cho dễ xử, mà dễ xử. Không, bỏ đi cháu không sao đâu. Dạ anh em mình đọc thì cứ đọc tàn tàn. Không thôi cứ để anh ơi, để này đi anh em. Thầy phần này cũng có phần gần cuối mà. Nếu ông thầy bắt khó quá, ông tự cho mình nhảy qua phần kia. Phần này cũng gần cuối rồi, gần đến mãi hút men rồi. Để cho nó dài tí. Có khi mà đến phần này ông bắt đứa nào nói, đứa nào khác nói. Thì mình mới cớ mình nhảy qua phần bên kia luôn. Rồi vậy đấy à. Ừ. Sao anh em? Anh là muốn nhảy luôn, nhảy mẹ luôn. Nhảy mẹ nói hơi nhanh đó, rồi sau này đi đến làm bài tập thôi. Ok, nhanh không sao nhỉ? Một tuần hai nhóm, ngày mai hai nhóm thuyết trình cũng được rồi mà. Nhưng mà mình hai bài tập thì chắc cũng dài mà, không ngắn đâu. Ừ, hai bài tập mình có sẵn rồi. Nhìn vậy chứ nói cũng nhanh đó. Không anh lên trên máy đúng không anh? Ừ, đúng rồi. Ông bỏ thử đi coi còn bao nhiêu slide vậy? Còn thí dụ cái bài tập Bookman đó, cái bài 1 mình giải thích rồi, cái bài 2 mình giải thích lại cái nữa hả? Hay là mình nói tương tự bài 1? Nói như tương tự bài 1 thôi. Bài 1 chẳng qua là từ cái ký tự âm thanh đã cho ký tự á thì mình mới giải được cái mã Bookman, mình mới ra được cái mã. Còn bài 2 là cho cái mã sẵn rồi. Từ mã sẵn rồi nên mình giải thôi. Mình nói tương tự bài 1 thôi. Ừ, nói tương tự bài 1. Cách giải thì tương nhiên tương tự bài 1. Chẳng qua là nó không có cái bước mà mình chia ký tự á. Mình không có cái bước chia ký tự mà nó cho cái bảng này sẵn rồi. Cái bảng này bài 1 thì chưa có. Nó phải giải từ cái ký tự này ra. Là từ ký tự mình mới giải ra được cái số lần xuất hiện này. Với này là tìm được cái xác suất này. Còn bài 2 này nó có sẵn xác suất này rồi.
còn cái số 0 là mình đặt cho cái số nhỏ hơn thứ một, là đặt số lớn hơn hay sao? Cái nào? 0 với 1 á. 0 với 1 này á. Mình cứ đặt từ đặt theo thứ tự là mình gom hai đó lại thì mình đặt 0 với đặt 0 ở dưới 1 ở trên. Ok. Ừ. Còn để tôi coi tôi thử nghiệm thêm là tại sao này để chọn đặt 0 1 như vậy. Để tôi coi thầy ông thầy sẽ hỏi. Nếu mà bỏ phần kia là còn 3 tab slide á. 38 đúng không? Là bỏ luôn 5 cái 5 5 cái slide mà quá trình tự tiếng nói gì. Ừ, đúng rồi. Là còn 38 á. Nghĩa là khi mình nói tới mã hóa slide xong rồi mình nói tới mã hóa human. Là tới phần 7 đi. Tới bài tập human. Ừ, phải cũng được. Tại vì còn nói thêm cái phần này nè, nói thêm cái phần mà mối tương quan. Đây là một số phương pháp đánh chất đường này. Nếu mà nói đến phần này thì có thể trong thầy cũng không mất giải thích thêm đâu. Ừ, tôi bỏ phần ấy luôn á. Ừ, nếu thì đây tôi biết đâu ông bỏ phần này luôn mà. Thì mới nhảy tới mã hóa Human được. Tại vì mấy cái chuỗi này nó có trong cái tài liệu này này. Nó dài lắm. Nó cả một công thức luôn á. Còn cái này tôi chỉ gom vào đây là gom lại lý thuyết thôi. Xong cái mở file cuộc nên anh em nói thôi. Thì ông dựa trên slide này có bao nhiêu sơ đồ thì ông mới nói. Ông mới bắt giải thích, còn không có sơ đồ gì ông thôi, ông cứ kệ. Thôi vậy cho đơn giản. Ừ. Có thích trình này có điểm rồi. À, mong vậy. Ông có cho điểm liền không hay là giữa ông mới báo? Không. Xui rồi. Ừ, hay xui. Nhưng mà còn một bài kiểm tra nữa mà. Thường là ông lấy điểm quá trình, nó điểm thuyết trình luôn á. Không có điểm bài kiểm tra đó. Bữa hẳn mình nhớ mình có lấy đó. Ừ. Mau ông dễ thôi. Mau kỳ này kỳ hè ông dễ là được. Ông đừng gắt là được. Ông cũng kêu mong mọi mấy bạn học lại học qua hết. Thì ông qua hết thì ông mới được mở lớp lại, chứ không là được có mở một lớp thôi. Thế là sao? Ông kỳ này ông bị mất một lớp rồi đó, thường là mở hai lớp mà ông nói đây lúc bữa đó ông nói kia là ừ các anh văn phòng khoa đình chỉ tôi còn mở được có một lớp thôi. Cái vụ là sau cái vụ đó đó. À, là một một lớp. Ý là thường thường ông sẽ mở hai lớp của một môn hả? Đúng rồi. Hai môn khác. Thường là ông mở được hai lớp môn này. À. Mà giờ thành ra môn này được một lớp à? Nhưng mà dòm lại tám mấy người, gần 80 người cũng dạy cái gì? Chứ lần trước hai lớp cũng 70 người một lớp chứ đâu? Không, lần trước có năm nhóm à? Năm nhóm mà nhóm có 700 người. Ừ, cái hai lớp dồn lại thì nên bây giờ thành ra một lớp dồn đông vậy. Hai lớp vẫn ngon hơn chứ, nếu giảng viên dạy hai lớp vẫn ngon hơn. Đối ổng luôn rồi. Thôi thôi, mai anh em mình thuyết trình xong rồi nói gì nói chứ ghê ghê gì. Chứ ai còn ai dạy môn này thay ổng đâu. Cho anh Thắng lên. Nói được ông Thắng dạy cũng đỡ. Môn robot công nghiệp tôi đặt xa tên file trừ hết nửa điểm. Thầy rèn cho mình. Môn này sắp bỏ rồi. Chà. Môn nào? Từ năm sau nó làm đồ án không học nữa đâu. Môn này á? Môn này sắp bỏ rồi. Ừ, từ năm sau nó làm đồ án mà. Là trường mà nó học nữa đâu. 2019 là tụi nó 2019 là như làm đồ án nè. 18 là làm. Thường là nên mai mốt một đâu có mở đâu. Ừ, nghe thầy Minh nói kia là nếu mà mấy đứa nào mà học trong cái khóa mà trước 2019 á thì sẽ học các môn chuyên đề thay thế, nhờ mấy chuyên đề có làm kiểu anh làm luận văn nhỏ thay vì học mấy môn này nè, mấy môn được chọn.
là kỳ sau kỳ tới anh em mình nếu có học môn tự chọn thì các một môn chủ đề nào đó mới. Mấy bạn dự tính ra trời làm mấy học chưa mấy ông? Kiều nói gì? Cứ kiếm chỗ thực tập đi anh em, thực tập thì được làm đó luôn. Trời chú lắm mà. Dạ, đợi trường cũng nhiều lắm á. Dạ, dịch này công ty phát sản hình nữa rồi, còn thực tập. À, chuẩn bị bị hốt đi cách ly bây giờ, quá không biết sống hồi không mà kêu dịch. Chưa. Thôi công ty có người không mẹ rồi. Ờ rồi, tiếng Anh có ai thi không vậy? Tiếng Anh trường hả? Rồi. À, cận ngày quá. Hiếu có thi không Hiếu? Tôi nữa, tôi thi bên AIG mà, thi tôi ít á. Ở bên nó đóng nhiều Hiếu? Thì nếu mà thi cái đó thì đóng hình như là 1 triệu hay nhá, triệu mốt. Này phí tôi ít như triệu. Triệu mốt vậy? Ừ. Sắp xỉ liên quan khu vực vậy thôi. Nhưng mà cái bằng đó nó sẽ có giá trị hơn khi tại trường. Ừ. Trong 2 năm mà. Và cái đó thì phải chịu khó học, chịu khó ôn. Tại có chút tính thêm tại. Tùy đã. Thay trường ở trường kìa. Thì ở trường không, chắc đợt này gần vậy à. Ôn không được bao nhiêu đâu. À, 1 tháng 8 thi được 7 ngày nữa. Mình đâu phải là master đâu mà. Nói phải đăng ký thi là thi được luôn đâu. Thì nghe phải biết rồi đúng không? Phải biết khoảng tháng cũng được. Ừ, nếu đầu tháng 9 thì ok, đăng ký thi được. Vương có thi không? Để xem kiếm ai thi hộ được không? Vương tao nè. À, tôi chạy tao thầy. Có được không ta? Đụng mới chưa dễ ăn lắm. Thì nếu nghe biết viết thì chắc thi hộ được. Còn sợ nghe nói. Nói là hai kỹ năng à. Nghe đọc. Không, mày thường mày nghe với vì nghe với làm bài đọc thôi chứ đâu có viết đâu. Về trường đề nó cũng đâu gắt bằng ngoài đâu. Tại có mấy trường nó thi online, nó bắt đọc á, nó bắt nói. Thì nếu như mà như vậy thì cái kia cái nghe với cái đọc nó sẽ nhẹ hơn, nó sẽ dễ xuống. Tại thì nhiều kỹ năng hơn. Nếu thì có đọc nói nữa thành ra B1 rồi. B1 thành 4 kỹ năng, nhờ kỹ năng nhẹ hơn là so với IELTS. Ông có mình có trường mình có nghe với đọc không mà, nó có thông báo rồi mà. Trường mình nó thì do nó kia theo tôi ít mà. Tôi ít thì giỡn nghe mới đọc thôi chứ chuyển đâu ra viết hay nói nữa. Vậy thay luôn. Chưa lịch đóng tiền không nào? Chưa. Này phải mấy tuần nữa. Trường bớt ngàn nậu. Mày không tăng thôi mà bớt. Mà trong công nợ có rồi đó. Trường có phát rau rồi đó. À đã được rồi, hơi được thôi chứ. Phát cho hiệu trưởng như thầy cô chứ. Rồi xong chưa? Rồi nghỉ đi. Hiếu ơi. Rồi cái này có bỏ hay giữ lại? Cái gì? Hiếu tải cái file của anh Tiệp về rồi sửa lại cái background đi Hiếu ơi. Bỏ cái phần nãy nói đó. Thì hay gì Tiệp bây giờ lấy cái file của tôi á, Tiệp thêm cái gì, cái hiệu ứng thôi thì nó dễ hơn á. Thì mình sửa lại nữa, sửa này chữ á, trong này còn có vài chữ nó thừa đánh á. Mấy file tôi sửa lại tôi chỉnh cái phông chữ là nó dễ đọc luôn á, nó đều 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 luôn á.
muốn thêm hiệu ứng thì lấy cái file tôi làm chỉnh hiệu ứng như nó dễ hơn. Không, tại thêm hiệu ứng nó hơi lâu quá. Thì cái đó thì thấy khỏi hiệu ứng cũng được á. Mà của tôi thì nó bị nhảy mấy khúc rồi. Hay là lấy hiệu ứng khỏi lấy background. Ừ. Ủa, thêm bắt đầu nhanh không Hiếu? Thêm là thêm tất cả luôn mà. Đó phải làm từ cái. Ủa phải dán cái ra rồi dán mấy cái chữ vô rồi chỉnh lại thôi à. Nhưng mà dán từ slide mà đúng không? Ừ. Lâu. Mình thêm 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 được một nút cái background đó được luôn á. Để mình từ mình ấy. Cái hình, hình đó còn không Hiếu? Cái hình nào? Hình background á. Không thể để nó còn. Ừ. Lấy thằng nào? Lấy thằng này đi. Thêm bắt ra khỏi đổi phông chữ được không? Được, được. Ủa sao lại chụp hình được dán vô đâu được không? Để em thử. Này nó cần file ra. Ok nó cần file. Vậy Hiếu gửi file lên nhóm này cho từ có về. Rồi rồi rồi. Đó, ốp nha mọi người. Ok. Rồi, ok. Bỏ này đúng không em? Từ cái một con miếng. Thêm ông tải file tôi mới sửa. Để em bỏ. Đây đây nha. Cái phải hiệu ứng đó. Ok. Chạy bay, chạy bay. Nghe nghe nghe. Tôi bỏ cái phần tạo tiếng nói á. Không, cái xong bỏ phần tạo tiếng nói đi. Ok ok, tạo tiếng nói mà. Rồi ok rồi đó. Kéo chữ lên lại thôi. Ok
Ủa vậy sao không lấy cái file của tôi đó, rồi ông chỉnh lại ông nhớ cái khúc nào mà ông chỉnh sửa thì ông gõ chữ lên nó dễ hơn á. Không, thằng này chạy cũng nhanh rồi. Tại cái file của thằng Hiếu nó bị ông thêm ông đổi phông chữ á, nó bị nhảy cái hình á. Ừ. Nên lấy cái file này nó sẵn có, nó có hiệu ứng á. Bây giờ thêm mất ra cho nó là xong được rồi. File âm thì chưa có. Rồi chỉnh lại đi. File âm mà chưa có hiệu ứng đúng không? Ừ. Ao trước nghe mấy không? Đi. Ok. Ok. Rồi tệp chỉnh xong mà up thì nhớ mấy tệp. Ok.